Hi, xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ lái trực tiếp cái xe Everest 160cc 4 van SB cộng này các bạn. Thì thời gian vừa qua mình cũng có xe về, nhưng mà cứ xe về là bán hết, cho nên mình cái lần trước mình quay một con xe, bây giờ mình phải quay thêm một con xe nữa, mình phải mượn một anh khách, kiểu như là anh mua xe rồi các bạn, xe này cũng bán luôn rồi. Cho nên là giờ cứ xe về là hết. Cho nên là trong cái thời gian hiện tại thì bên mình vẫn nhận đặt cọc, nhưng mà thời gian nó sẽ lâu hơn nha các bạn. Bên mình giá quá tốt cho nên là xe về là nó hết liền. Thì hôm nay mình xin sẽ test thử một cái phần là về ga đầu. Tại vì một con xe mà muốn mạnh hay không, các bạn chỉ cần đi cái giải tour từ 4-50 là các bạn sẽ cảm nhận được cái xe nó có rần máy hay không, chứ không phải là các bạn lên các bạn rống kéo rồi này kia. Cơ bản là lần trước mình cũng đã chạy rồi, giải tour 4-50 á thì là nó sẽ là nó không có bằng cái con Vario các bạn. Nó hơi bị yếu hơn, vì khi các bạn dặn lên hết cốt á, nó sẽ không có ấy. Thì mình sợ cái đó là xe nó đã được hãm rồi các bạn, ECU nó hãm tốc độ lại, do xe là xe chạy thử. Còn xe lần này á, là xe mình lấy luôn của một anh khách đã mua rồi các bạn. Một anh khách đã mua rồi và cho mình mượn, mình xin phép trước rồi. Thì nó là xe bản thương mại là các bạn bán ra thị trường tràn lan các bạn, cho nên nó sẽ ok hơn. Còn về cái tiếp theo là mình sẽ test về cái thắng ABS. Thì cái này nó hơi mạo hiểm xíu các bạn, lỡ có chuyện gì một cái là mình lại phải là bỏ tiền túi ra mình đền các bạn. Còn cái xe này thì trước tiên là về cái phanh ABS mình sẽ nói sơ nha. Cái phanh ABS thì nó sẽ không có như CBS các bạn, nó không phải là bóp một thắng là các bạn ăn luôn hai thắng, mà các bạn á muốn thắng ABS an toàn trên xe của tay ga á là mình phải bóp luôn hai thắng như vậy là nó mới được ABS đó các bạn. Tại vì các bạn hồi trước á, nếu mà các bạn bóp một thắng CBS á, Combine Rack á, bóp bên đây thì nó sẽ là ăn được hai thắng, nó sẽ an toàn. Còn nếu mà các bạn chỉ bóp bên đây không, nó ăn thắng sau, thắng trước vẫn còn chạy các bạn. Cái ABS không có tác dụng gì khi các bạn bóp thắng này nha. Cái ABS chỉ có tác dụng khi các bạn bóp thắng này bên đây, là xe nó sẽ có một hệ thống tính toán đồ này kia, nó sẽ di chuyển thêm tầm 3-5cm các bạn, thì nó sẽ an toàn hơn. Khi các bạn bóp muốn ABS an toàn, các bạn bóp hai phanh như vậy mới là đúng, giống như đi xe đạp thôi. Còn xe, còn các bạn nào mà chế độ á, riêng về xe này chế độ mình đánh giá là cái phần mà về phần đĩa nó sẽ là dễ hơn, nhưng mà về cái phần mà lên đồ thì nó khó lắm mày. Xe này hiện tại nó làm Honda, nó làm bít bùng khó lên lắm, khó độ chế. Thì nói sơ như vậy thôi, thì bây giờ mình sẽ test và mình sẽ review thực tế. Nói ví dụ mình đi test tới đâu về phần ABS mình sẽ nói ABS, về phần tốc độ giải tour như thế nào thì mình sẽ nói như vậy các bạn, nói chân thật luôn các bạn. Tại vì mình sợ một clip trước là mình đã được thử tại là cái chỗ Đinh Tiên Hoàng các bạn, chỗ Đinh Tiên Hoàng là sân vận động Hoa Lư á, là mình đã test rồi, nhưng mà là sợ nhảy giờ như mình nói các bạn thôi. Thì bây giờ mình sẽ test cái bản thương mại các bạn. Đầu tiên là phải đội nón bảo hiểm vô vậy nè, đó, khẩu trang vô, rồi lên đường. Rồi xuống xe các bạn. Thì bây giờ là xe nó sẽ chạy ở giải tốc độ thấp nè. Đó, thì cái đầu nó sẽ hơi rung xíu nha các bạn, mình đánh giá là đầu xe này hơi rung xíu đó. Ga đầu có nha. Đó, mình sẽ để cameraman của mình ở lại đây cho các bạn. Rồi xuống đây luôn. Thì mình sẽ quay ngược trở lại kia. Thì cái quãng đường nó cũng dài hơn cái khúc mà mình đi trong cái sân vận động Hoa Lư xíu các bạn, để mình test thử cái thắng ABS nha các bạn, cho các bạn coi. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you... Thấy không? Nó vẫn lài bánh các bạn. Nếu mà thử ABS mà nó hai đĩa thì nó không có bị lài bánh vậy các bạn. Khúc nãy mình bị lài ngay đây nè. Nó thắng từ đây nè. Cameraman lại đây với mình nè, quay xuống đường nè. Nó thắng ở đây nè. Thắng ở đây nè là nó lài bánh, nó bị lài bánh. Khúc này mình phải bỏ thắng nè, xuống tới đây là mình lết, xuống tới đây là một cái đường dài đây nè. Đó, nói chung là xe nó vẫn sẽ bị sàn khi mà các bạn chỉ có là một thắng đĩa thôi, nó sẽ vẫn bị sàn nha các bạn. Dẫu là có ABS, cái đó là nãy mình bóp hết tay, bóp hết thắng luôn á, là về ABS nó vẫn giới thiệu vậy bị sàn. Cho nên mình ở đây mình nói các bạn á, là có ABS hay không ABS á, thì quan trọng nhất cái thắng, mà quan trọng nhất các bạn á là cái đầu của các bạn á, là khi các bạn phải kiểm soát được, thứ nhất là về kỹ năng, về tốc độ đồ này kia các bạn phải kiểm soát được.
đó, thì các bạn mới làm chủ được tốc độ. Chứ các bạn ý có ABS các bạn chạy 80, nãy mình dặn lên cũng tầm có 50-60 à, mà cái ABS nó vẫn gây sàn đĩa các bạn, bóp cứng vô nó vẫn gây sàn lắc. Cái xe CBS của mình hai đĩa nó không sàn nha. Cái xe Honda mình đang chạy á 80 rồi mình thắng là đứng im cứng ngắc luôn vậy nè, nó không gây sàn bánh. Còn cái này á nó vẫn sàn nha các bạn, thắng đùm sau nó vẫn sàn nha. Cho nên là các bạn nào mà muốn ABS này an toàn á là nó sẽ dao động là dưới 80. Dưới 80 thì nó sẽ vẫn còn an toàn, mà trên 80 thì mình thấy là nó hơi phiêu các bạn, hơi nguy hiểm nha. Đó, đó là lần đầu tiên về phần ABS. Và tiếp theo là mình sẽ test về cái phần tiếp theo là phần tour các bạn, phần giải tour, ở các giải tour cũng như là giải km các bạn. Mình sẽ chạy một vòng ở khu này, cameraman sẽ chạy theo mình và quay cái xe này các bạn. Follow me. Ở đây mình sẽ test ở cái giải tour thấp trước, tầm 20-30 thì cái đầu nó sẽ bị rung các bạn. Cái đầu nó cũng sẽ bị rung như bình thường à, chứ nó không có rung đầu đâu. Xe mạnh mà sao thoát khỏi. Nhón thì vẫn có nhưng mà là nó không có tới độ mà bóc đầu y như trên các clip TikToker người ta hay làm các bạn. Cái đó là phải dùng chân đưa xuống thẳng lên mới nhón được. Đó. Đâu có giọt nhiều đâu. Không có giọt nhiều đâu các bạn. Nhưng các bạn ở chạy ở cái giải tour cầm chừng nè. Đó. Dặn thì vẫn có nhưng mà nó không có đều các bạn. Đó. Đây mình test là lên lề luôn các bạn. Từ từ đợi mình xíu nha. Mình test lên lề xuống ruộng luôn này kia các kiểu luôn. Rồi để cameraman chạy xa xíu. Cameraman chạy xa xíu. Đó. Nói chung là cái SB4 van này nó mình thấy là nó hoạt động ổn định nhất là tầm dưới 40 các bạn. Đó. À, không có đều ga các bạn ơi. Ga đầu nó vẫn có, ga giữa nó vẫn có, nhưng mà về cái phần hậu á nó không bằng cái đời mà 150 các bạn. Cái phần hậu 150 nó đi vẫn ngon hơn. Đó. Thì tóm tắt nội đại khái nội dung là nó sẽ như vậy đó. Đó, thì bạn nào mà muốn có xe này chạy thì cứ tới trực tiếp tại cửa hàng xe máy Nam Tiến ở số là 385 Tô Ký, Tân Sơn, Hóc Môn, hoặc liên hệ trực tiếp với mình nha. Ở cái số điện thoại là 0968133771. Nhớ nhấn like, share, subscribe channel của mình để đẹp trai và xinh gái hơn. Thì mình xin đánh giá cái bản thương mại này không khác với các bạn chạy thử một bữa các bạn. Mình đánh giá cái bản chạy thử một bữa sao thì cái bản này nó y chang vậy các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.